Chào Kim Thảo. Chào Xin. Trên tay Xin là một loại gia vị rất là đặc biệt mà bật mí nha, không phải đây đâu, ở vùng Tây Bắc lận á. Xin đi từ xa là Kim Thảo đã ngửi thấy mùi thơm rồi đó, mà bật mí luôn nha. Đây là loại mà nhà Kim Thảo ai cũng thích hết á, hạt mắt khén. Đúng là MC của món ngon mỗi ngày. Vậy hôm nay mình sẽ làm một món ngon với mắt khén hả? Đúng rồi, nhưng mà Kim Thảo muốn kết hợp loại thịt gì với mắt khén đây? Thịt gà được không? Gà mà đi với mắt khén thì còn gì bằng nữa. Vào bếp thực hiện liền nha. Ngon đậm đà, cả nhà suýt xoa với lẩu gà mắt khén. Mến chào các bạn khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tẩm ướp con gà trước. Sẽ pha cái hỗn hợp có 2 muỗng canh nước tương Phú Sĩ. Chúng ta dùng nước tương Phú Sĩ để ướp gà thì màu của cái phần da gà bên ngoài rất là đẹp đó Xin. 1 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê, muối. Và chúng ta sẽ khuấy đều cái hỗn hợp này lên. Chúng ta sẽ chuẩn bị một cái tô lớn để chúng ta tẩm ướp cái phần gà này. Gứa đều cái hỗn hợp nước tương này lên gà. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng bao tay để thoa đều hết phần nước tương này được bám đều lên hết phần da gà nha. Các bạn nên nhớ khi làm món này chúng ta dùng nước tương Phú Sĩ thoa đều lên phần da gà để khi chiên gà có màu vàng đẹp nha. Và bây giờ chúng ta cần tẩm ướp cái phần gà này khoảng 20 phút. 20 phút đã trôi qua, gà cũng đã thấm vị. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chiên để cho gà có màu vàng đẹp nha. Đối với món này chúng ta nên chiên gà trước để da gà có màu vàng đẹp và gà được thơm hơn khi nấu nha. Chúng ta sẽ múc dầu nóng xói lên mình con gà như vậy. Chúng ta cần nó sẫm màu hơn chút xíu nữa. Để khi chúng ta nấu thì cái mùi thơm của gà nó sẽ được thơm hơn. Và gà cũng đã rất là thơm và Kim Thảo thấy không, màu cũng rất là đẹp. Thì bây giờ thì Kim Thảo tắt bếp thì mình sẽ vớt con gà ra. Wow, hấp dẫn quá. Và bây giờ chúng ta sẽ bật lửa lên. Và chúng ta cần khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Đối với món lẩu này chúng ta nên rang mắt khén trước khi nấu để có mùi thơm đặc trưng hơn cho món ăn. Dầu cũng đã nóng thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phi thơm cái phần gừng băm. Bây giờ chúng ta đã nghe cái mùi gừng thơm rồi. Chúng ta sẽ sử dụng 1 trái dừa. Trái dừa này tầm khoảng 1 lít. Và chúng ta sẽ cho thêm nửa lít nước nữa. Cho 1 muỗng canh mắt khén đã rang vàng và thơm. Tiếp theo là kỷ tử, táo tàu, hạt sen đã được trần sơ qua. Wow. Hạt điều cho vào luôn. Và hạt điều đã được bóc vỏ lụa. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nêm nếm cho cái nồi nước dùng của chúng ta luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ cần nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Và bây giờ cuối cùng thì chúng ta cần 1 muỗng canh rưỡi hạt nêm Aji ngon gà nữa. Thả cái phần gà mà chúng ta chiên vàng thơm vào. Wow. Xong rồi mình sẽ đợi nước sôi lên. Đợi nước sôi lên. Chín chưa Xin? Mùi thơm đã đủ và Xin kiểm tra thì Xin thấy cái phần gà nó cũng đã đủ mềm rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ hạ lửa xuống và chúng ta sẽ lấy hành lá cắt khúc nêm vào và chúng ta trang trí và thưởng thức thôi. Yeah. Và bây giờ thì chúng ta sẽ múc con gà này ra một cái thố này để trang trí thêm phần đẹp và hấp dẫn hơn nha. Thơm quá Xin ơi. Thêm phần nước, các loại hạt. Và bây giờ món ăn chúng ta đã hoàn thành, lẩu gà mắt khén chúng ta có thể ăn kèm với mì trứng và cải con. Quá là tuyệt vời thưa quý vị. Kim Thảo đứng đây từ trong lúc mà đầu bếp Xin đã trình bày món ăn thì thơm ngào ngạt ngất ngây, không thể kìm lòng được luôn. Nồi lẩu thơm mùi mắt khén đặc trưng, gà một màu vàng ươm ngon mắt, thấm vị. Các nguyên liệu: hạt điều, hạt sen, táo đỏ chín mềm, bùi thơm, nước dùng trong, vị đậm đà, lẩu gà mắt khén. Lạ mà ngon, ăn là nhớ mãi. Các bạn thân mến, công thức các món ăn thơm ngon, lạ miệng đã có rồi đây. Nào, hãy cùng lên thực đơn và chiêu đãi cả nhà mình thôi. Quý vị khán giả thân mến, để đóng góp cho chương trình ngày một tốt hơn, trở thành một người bạn thân thiết và bổ ích của tất cả quý vị, xin quý vị đóng góp ý kiến cho chúng tôi bằng cách là trả lời câu hỏi sau đây. Bạn có muốn chương trình Món Ngon Mỗi Ngày giới thiệu món ăn dinh dưỡng cho từng thành viên trong gia đình không? Hãy trả lời bằng một trong hai cách sau. Cách 1, soạn tin nhắn theo cú pháp MNMN khoảng cách có hoặc không gửi về tổng đài 8069. Trong đó MNMN là chữ viết tắt của tên chương trình. Có hoặc không, quý vị vui lòng gửi không dấu và cước phí của một tin nhắn là 1.000 đồng. Cách thứ hai, quý vị có thể soạn tin nhắn như trên gửi về fanpage của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày và địa chỉ của fanpage đang chạy trên màn hình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.